về triển khai thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội đã có tác động tích cực, góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn bộc lộ nhiều bất cập. Những nội dung này được ngành chức năng tỉnh Quảng Trị thông tin đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tại buổi giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Năm 2022 và 2023, thực hiện chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, Quảng Trị đã giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%. Bớt gánh nặng cho các đơn vị doanh nghiệp, nhân dân gần 300 tỷ đồng, giảm thuế đối với xăng gần 500 tỷ đồng, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước 16,8 tỷ đồng, giảm lệ phí trước bạ 86,7 tỷ đồng, hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng dịch bệnh 10 tỷ đồng, hỗ trợ chính sách an sinh xã hội hơn 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số nội dung thực hiện chưa được hướng dẫn cụ thể nên không thể thực hiện được, đặc biệt là tại các chương trình mục tiêu quốc gia. Ngoài ra, việc thực hiện các chính sách miễn giảm thuế theo nghị quyết 43 đã ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách. Đặc biệt, năm 2023, Quảng Trị giảm khoảng 400 tỷ đồng, dẫn đến khó khăn trong công tác điều hành ngân sách, thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán. Một số chương trình hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa triển khai được vì chưa có hướng dẫn cụ thể. Thì Nghị định 80 thì ban hành từ năm 2022, nhưng mà năm 2022 cũng không triển khai được bởi vì không có thông tư hướng dẫn. Và năm 2023 thì đến tháng 8 thì mới có thông tư hướng dẫn, cho nên cũng không thực hiện được. Ông Hoàng Đức Thắng, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đánh giá cao những kiến nghị từ các ngành chức năng Quảng Trị đúc rút ra từ việc thực hiện chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần nghị quyết 43 của Quốc hội. Đặc biệt, kiến nghị Quốc hội sớm ban hành nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn. Đoàn giám sát Quốc hội tỉnh sẽ kiến nghị đến Quốc hội và Chính phủ trong thời gian tới.